Thôi, ngồi đi, ngồi đi cho thoải mái, ngồi đi thoải mái. Rồi bây giờ Duyên hướng dẫn lại cách là dùng cái khi mà mình dùng cái A-Slot Trophy Exchange Ultra. Khi mà mình dùng cái Exchange Ultra này vô á, thì mình có thể dùng cái này cho những người có tổ. Ok, thì mình đổ ra cái tay của mình nha. Sau đó mấy anh chị tắm trước. Những cái chỗ nào mà cái da của mình mà bị chảy xệ, cái da của mình bị chảy xệ xuống thì mình trọng tâm vào chỗ đó nhiều hơn một chút xíu. Còn chỗ nào mà nó không á, nó không có bị chảy xệ thì mấy anh chị chỉ là làm, nếu vẫn còn dư thì mình thoa ra thôi. Còn trọng tâm vẫn là những cái chỗ này. Thì khi mà mình làm á, ngay chỗ cái cổ này của mình á, thì mình đang làm như thế này nè. Chỗ này mình cũng dỗ trước ha, mình vỏ lên là bắt đầu mình dỗ trước. Mình dỗ từ trên xuống dưới đó, mình dỗ hết chỗ này để cho cái nó thẩm thấu vào bên trong. Rồi, sau đó bắt đầu mấy anh chị để hai cái tay ngay cái cổ và giúp. Giúp ra phía sau này. Đó. Rồi sau đó giúp như vậy. Làm ba lần, làm khi nào mà mình cảm thấy là cái viên ngọc của nó khô thôi nha. Để cho nó thấm vô á, còn nó ướt là mấy thì mình cũng làm vậy. Có việc mình nằm ở sau này nè. Rồi bắt đầu từ đây nè. Từ đây nha. Đó, mấy anh chị giúp dùng Duyên ra đây. Sau đó mình quay nha, mình nhớ quay nha. Tại vì mình đẩy cái dầu á, mình cần phải quay ở đây. Đó, mình làm 3 lần như vậy. Rồi sau đó từ đây nè, cái khóe miệng của mình nè, ha ha, ngay chỗ này là cái rãnh của mình đây nè, đó. Sau đó bắt đầu mình quay, và anh chị làm vẫn làm như vậy, đó, quay. Rồi bắt đầu từ cái đây nè, đầu nửa con mắt thôi, đưa lên đây, ngay đây. Xoay. Tại vì nó nâng cái chỗ này cũng hay bị chảy xệ nè. Mình lấy nửa mắt của mình thôi. Xoay đây. Và sau đó anh chị nhìn lên. Thôi nói cái thấy thế. Cái da mặt này này. Này ngay cái đỉnh này của mình. Đó. Rồi sau đó mình đi thẳng hết ra đây. Mình quay. Rồi sau đó làm tiếp lại lần nữa. Khổ này. Và đi thẳng này. Làm như vậy đó. Rồi, cái khóe chỗ này nè, mình cũng đưa lên, mình giúp lên. Khi mà giúp nha, nhớ đưa hết vô trong cái tóc của mình, không có để như xưa nè. Đi theo vậy đó, mình đưa lên, mình massage khi nào nó khô thì thôi. Và sau đó ngay ở đây mình nhớ nè, những người đây mình làm cho cái da mặt của mình thon gọn lại đó, mình làm thế nè. Vậy thôi, mình làm là đơn giản, những step đơn giản, cái công đoạn rất là đơn giản như vậy. Mấy anh chị làm cho đúng và chúc mấy anh chị thành công. Đó, mặt đẹp ha.